đội Thác Công Lipa, nước thân thể nguyên bản lên của mày. Hey yo, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem một cái video thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em thích gì cho em ấy một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay là vào một ngày thứ hai của một cái con game là Huyền Thoại Mutakan. Hôm qua thì mình đã có like một cái clip quảng cáo sơ lược. Hôm nay mình sẽ vào trong đây review một chút xíu thông tin cơ bản nhất để làm sao các anh em tiếp cận một cái con game nó thật là dễ, chơi một cái con nhân vật nó thật là thoải mái nhất có thể, và trong đây những cái điều cơ bản tiếp cận một cái con game cho nó nhẹ nhàng nhất có thể. Đầu tiên các anh em tạo một con nhân vật, các anh em chỉ tạo được ba con, một con phù thủy, một con chiến binh và một con cung nữ. Khi mà các anh em cho một cái con nhân vật bất kỳ vào ở trong game thì các anh em thoát, các anh em đảo ra là các anh em sẽ tạo được luôn là đấu sĩ, chúa tể, thực sĩ và thiết binh. Ở đây thì mình đã tạo cái con đầu tiên của mình, đó là con cung nữ, và tiếp theo là mình đã theo một cái đam mê của mình, đó là một cái con GF nha anh em. Ở đây là một cái giao diện ở ngoài cái màn hình, các anh em thấy là nó có phần nào đó theo anh theo em của những phiên bản lớn của những anh em nổi tiếng như là những cái con game MUBG. Thì đây là một bản mobile nhưng mà cho chúng ta thấm nhừng được những cái bản PC. Thì vào trong game, ở đây nó có một cái hay, khi mà các anh em thoát ra vào lại chỗ đổi nhân vật hay là bị delay dâng ra ngoài vào lại cũng vẫn còn cái PT, thì mình sẽ vào cho anh em thấy mình đổi nhân vật xong nhưng mà cũng vẫn còn cái gây bt của mình nha anh em. Và khi các anh em mới tạo một con nhân vật, các anh em bấm vào con nhân vật của mình thì mỗi một người sẽ có là 1250 bon tùy theo con nhân vật mà các anh em có thể cộng. Nếu mà cộng sai các anh em có thể là tẩy lại, ở đằng trước là cộng, ở đằng sau là tẩy. Các anh em có thể là xào chẻ làm sao cho con nhân vật của mình là cộng tốt nhất có thể. Và đây là cái bản bô in của cái con nhân vật là GF của mình, mình mới ghi set có một lần thôi. Và các anh em muốn biết thông tin được cái bản này là bản ghi set hay là cái bản non thì ở đây người ta có để một cái chữ là ghi set, nhìn vô là biết liền anh em à. Vào trong ghi set thì các anh em tới đây các anh em lại lúng túng không biết là nó cơ cấu của nó hoạt động ra sao. Thì ở đây, ở trên đây khi mà chúng ta đủ level 210 thì ở đây các anh em bấm qua một cái là bật là nó sẽ ghi set nha. Và mình vào trong đây mình xem là để xem bản điều kiện reset thì các em bấm vào trong đây. Trong đây nó sẽ cho chúng ta ra là top reset nè. Và đây là top reset. Ở đây là reset thường và đây là reset VIP. Bên đây là VIP và bên đây là thường của mình đó. Chỉ là một lần reset thôi. Hồi tối mình mắc dây là 1m gen để mua là full trang bị và full kỹ năng. Thì hôm nay mình đã có một cái lượng gen nhất định này, tầm khoảng là 3m gì đó. Thì ở đây cấp độ từ 1 cho tới 10 lần reset thì level của chúng ta là 210, đi reset điểm bon tặng cho chúng ta là 250. Cái lượng gen của anh em khi mà reset lần đầu, lượng gen của mình tiêu tốn từ 1 tới 10 lần là mỗi một lần là 1m. Ở đây từ 11 tới 20 là 3m và ở dưới đây không ngừng lại tốn gen. Và từ cái mốc là 21 tới 30 các anh em sẽ tốn thêm 1 cra. Rồi từ là 31 tới 40 các anh em sẽ tốn là 1 cra. Và dưới đây từ 51 lên 60 các anh em sẽ tốn là 2 cra. Thì các anh em có thể là vào trong đây xem rồi từ từ mình ngẫm nghĩ ra xem là có nên chơi hay là không. Thì đây là một cái bản mới, mình vào trong đây mình review, các anh em có thể thích thì ở lại nghe và có thể download về chơi. Còn không thích cũng ở lại nghe để ủng hộ cho cái kênh mình nha anh em. Qua cái bản reset này thì mình đã có một cái like ở phiên bản test rồi. Nó cũng có là reset thường, reset VIP và giữ ở tại chỗ khi mà mình reset. Mình reset nó không có ra cái bản nhân vật mà nó chỉ đưa mình về một cái map đó là Logenkia, rồi mình bắt đầu mình farm gái mình chạy lên lại thôi, chứ nó không có thoát game mình ra luôn. Nên tất cả những cái mà cộng điểm hay cái gì nó sẽ còn nguyên cho anh em. Mỗi một lần reset thì cái điểm của nhân vật anh em không có thay đổi. Nó chỉ là thêm một cái bô in của mình. Rồi anh em thích cái bô in đó là cộng vào đâu thì các anh em cộng thôi, chứ các anh em không cần phải cộng điểm lại. Cái đó là một cái tiện để cho các anh em nha. Khi vào trong đây, cái điều đầu tiên các anh em bấm vào cho mình cái hình cái cờ lê. Vào trong cái cờ lê các anh em có thể là chỉnh nè, chiến đấu nè, phạm vi, và bỏ một cái kỹ năng vô. Khi mới tạo một con nhân vật ở trong đây nó sẽ có hai cái kỹ năng chính thống của mỗi con nhân vật. Thì cái con GF nó chỉ có một con. Nếu mà con cung nữ nó sẽ có một cái kỹ năng là công thành chiến và một cái kỹ năng là tam tiễn. Hay chừng nữa anh em nào không biết cái gì có thể là mạnh dạn comment ở cuối phần cái video này, mình sẽ chia sẻ góp ý cho anh em. Ở đây là các anh em có thể là kết hợp nè, rồi như phản cách tấn công xung quanh, rồi bao nhiêu giây nó quay lại cái chỗ cũ. Thì đây là những cái cơ bản. Anh em nếu mà muốn boost thì các anh em tích vô, còn không boost thì thôi. Ở đây phục hồi thì các anh em bấm vào tới đây là nó phục hồi, hoặc là các anh em có thể là chỉnh mát lên cho nó phục hồi. Và đây là một cái phần quan trọng để cho các anh em kiếm được cái nguồn gen ngay ở cái thời gian ban đầu. Và cái tiêu đề của mình á là vào trong cài một cái con game cơ bản nhất,
cài một cái con game nhẹ nhàng nhất và có gen đều đều. Anh em vào trong đây tìm hiểu một chút xíu, anh em sẽ không thiếu gen để chơi. Thì ở đây mình sẽ tích nè, nhận toàn bộ vật phẩm nè, rồi vật phẩm bổ sung bên đây là mình sẽ tích hết. Và trong đây nó lụm cái gì nó cũng lụm hết cho mình, cái gì bán cũng được gen. Và các anh em nên nhớ nè, ở đây nó có hai mục, một là hoa mai trắng và hoa mai đỏ, các anh em cứ tích vô đi. Anh em cứ nhấp vào trong đây, điền cái tên vô rồi các anh em bấm dấu ít thì nó sẽ ở trên đây nó để một chữ thêm nha. Các anh em không bấm dấu ít là nó không có vào cái chữ thêm cho anh em. Xong cái phần cờ lê thì các anh em bấm vào một cái hình phi tiêu, nó có bốn cạnh đây, và các anh em vào ở trong một cái clip Corea. Clip Corea các anh em gõ cho mình một cái chữ ta căng ốp phan, anh em cứ gõ như vậy là nó sẽ ra nha. Vì cái con này là mình đã nhận rồi nên mình không có nhận nữa, mình chỉ để đây cho anh em biết thôi. Chừng nữa các anh em không thấy thì mình có thể là bung lớn lên cho các anh em xem. Và một điều quan trọng, các anh em muốn vào trong đây để tham khảo những cái kỹ năng, những cái skill của mình là farm ở cự ly, là mỗi một cái kỹ năng là nó thuộc bên cái hệ gì và nó farm là khoảng cách bao nhiêu, thì các anh em vào trong cái phần là kỹ năng cho mình. Vào trong kỹ năng các anh em tích vô từ một cho mình nha. Như ví dụ là ở đây hơi thở gồng, ở đây các anh em thấy là lực tấn công 420 và 538 nè, khoảng cách sử dụng là 4, khoảng cách sử dụng là sao, các anh em bấm vào hình cờ lê cho mình, khoảng cách sử dụng là 4, các anh em cứ để 4 đi, nó không có chạy vòng vòng nó dí ai hết, mà nó chỉ là ở ngay cái bãi quái của các anh em thôi. Những con quái nào ở trong phạm vi 4 là nó farm, còn ngoài phạm vi 4 thì đứng nó ngó, thì chỉnh như vậy cho nó tốt nha, nó không có bỏ bãi đi quá xa. Quay lại cái vấn đề skill, các anh em tích vào trong đây. Ở đây mana tiêu tốn của mình nó là 100, nội lực là 100 và thuộc tính của nó là gió. Thì các anh em nên nhớ nè, nếu mà thuộc tính là gió đất lửa thì các anh em liên tưởng tới cái con game là Lost Container, mà cái phiên bản này làm gì có Pentagram anh em, nhưng mà nó có một cái thuộc tính lửa, gió và đất. Và một chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ cho các anh em biết luôn là có một cái đặc biệt chắc không ai chia sẻ cho các anh em đâu, nhưng một chút xíu mình sẽ chia sẻ nha. Lướt qua cái kỹ năng này thì tới một cái kỹ năng vật ngã, nó cũng rất là đẹp, kỹ năng của nó rất là kỹ xảo luôn. Ở đây cũng cho chúng ta là lực tấn công là 420 và mắc pin lên là 538, sử dụng là cũng 4, nhưng mana của mình chỉ tốn có 15 thôi. Các anh em farm những cái kỹ năng này á là ít tốn mana nhất có thể, nhưng mà mình clear quái nó không được nhanh vì cái độ delay của nó hơi cao tí. Nội lực thì mình chỉ tốn là 20 và thuộc tính của nó là băng. Bên đây là cái phần gầm thét, gầm thét này các anh em phải thiên vào hướng E nè, E nè để cho chúng ta có một cái gầm thét tốt nhất có thể, nhưng mà cũng bị delay luôn. Ở đây cũng mắc pin cho chúng ta nè, 420 và 538, khoảng cách chỉ là có 3 thôi, mana tốn tới 50, thuộc tính của nó là đất nha. Bên đây là một cái phần ảo ảnh liên hoàn, ảo ảnh liên hoàn cho chúng ta là lực tấn công cũng y chang như luôn, 420 và 538, khoảng cách sử dụng là 4 nè, mana mình tốn là 70 và thuộc tính là gió. Cả những cái kỹ năng có cái thuộc tính hết. Ở đây là cũng có một cái kỹ năng boost, nó boost full luôn nha. Một cái boost hộ thân nè, tăng hỏa lực nè, và một cái boost xuyên thấu nè. Ba cái boost này khi mà chúng ta bơi ca thì chúng ta hãy cần ở boost lên, còn không bơi ca thì cũng không cần boost làm gì. Trong khi mình farm quái nó mắc đứng lại nó gồng cho 3-4 cái thì nó không có được lắm. Nhưng mà mình thích nhất là cái này, cú đấm ngọ hổ. Kỹ năng của nó, lực tấn công của nó cũng y chang nhau luôn, khoảng cách sử dụng chỉ có 2 thôi, mana chỉ tốn là 9. Mình farm ở thời gian đầu các anh em cứ dùng cú đấm ngọ hổ cho mình rất là tốt luôn. Và có thêm một cái Changer. Changer này nó sử dụng một cái này cho mục đích của nó là công thành chiến. Vì sao mình gọi những cái kỹ năng công thành chiến? Kỹ năng này là kỹ năng áp sát của cái con ghép. Mình vừa áp sát lại, mình dùng quật ngã hoặc là ảo ảnh liên hoàn, mình dùng tới tấp luôn anh em ạ. Cái đó là combo ở trên mobile nha. Còn ở trên PC giả lập thì các anh em khó combo lắm. Xong cái phần mà vào trong kỹ năng để các anh em tìm hiểu thì nó có một cái phần nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thì các anh em cứ bấm vô trên đây, nếu mà có nhiệm vụ gì thì nó sẽ phục lên. Như ví dụ các anh em thấy nè, việc thỏ nè, việc quái vật nè, việc kiếm vé sự kiện, ép vé sự kiện thành công, thì những cái đó là chúng ta sẽ có điểm bùi in. Và các anh em vào trong cái phần cài đặt giúp mình, trong phần cài đặt các anh em sẽ có là thoát trò chơi, chọn máy chủ, chọn nhân vật, đổi kênh và tùy chọn chức năng. Các anh em bấm vào trong tùy chọn chức năng, cái dòng trên đầu là cái dòng thu phóng cho anh em. Khi bấm vào trong đây thì nó sẽ có thu phóng cho các anh em như vậy, các anh em thích ở gần hay thích ở xa hay là thích sao đó các anh em đổi vô. Cái dòng thứ hai là cái dòng âm thanh. Mới đầu các anh em kéo mát như gì nó cũng vẫn còn tiếng nhạc nha, nhưng mà các anh em bung lên rồi hạ xuống lại là nó mới tắt tiếng nhạc. Ở đây là đồ họa cho chúng ta là từ 5, 7, 9, 11 và 13. Mình làm clip thì mình để 13 nha, còn mình treo mình chỉ để 5 thôi cho nó bớt lan. Ở thời gian đầu thì nhà nhà vô farm, người người vô farm thì cái chuyện lan clip là không có thể tránh khỏi nha anh em. Và ở đây nó có những cái mục tiếng Việt rất là dễ hiểu luôn. Hiện tên vật phẩm, hiện tên người chơi, hiện tên người chơi khác, rồi hiện tên quái, cây cỏ, hiệu ứng kỹ năng, bóng và sát thương. Bên đây nó có một cái chế độ là tiết kiệm pin. Tiết kiệm pin này ở bên cái con game Lock Container nó cũng vẫn có bình thường, và cái con game là AGA nó cũng vẫn có bình thường. Khi mà các em tích vào trong đây, các em không có sử dụng ở màn hình nữa, các em không có dí chuột vô thì nó sẽ tự tối ôm xuống, rồi các em phải vuốt màn hình lên. Nếu mà các em treo qua đêm thì các em có thể chừa, còn mình thì mình sẽ tắt xuyên suốt luôn, chứ mình không có chừa đâu. Tại vì mình vô mình muốn thấy là lúc nào nó cũng phải farm hết. Vì cái con GF
cái kỹ năng nó farm quá đẹp anh em ạ, không có thể nào mà chối bỏ được. Ở đây nó có một cái mục master, master này á thì các anh em phải lên cái level cho nó mắc là các anh em mới làm được nha, còn level không mắc là các anh em không có thể nào mà làm được. Ở dưới màn hình ở bên đây là một cái hộp HP, bên đây là một cái hộp mana, và ở đây cho chúng ta nè map mình dí vô. Ở đây là nhân vật và ở đây là cái gương đồ. Nhiều khi các anh em mới vào không biết, cứ lanh quanh không biết cái gương đồ chỗ nào và cái map chỗ nào, thì nó rất là dễ các anh em vô trong đây, đừng có mà vội quá. Vì các anh em vội cỡ nào vội cũng vẫn thua top hết, nên các anh em hãy từ từ chơi. Như ví dụ các anh em vào trong đây, vào trong cái gương đồ, thì trong gương đồ cho chúng ta những cái gì, ngọc nè, rồi vào trong đây có cái gương cá nhân nè. Vào trong đây thì chúng ta có thể là sắp xếp những cái bình HP và bình mana để cho các anh em tiện bề mà hồi. Như ví dụ nó sẽ nằm ngoài đây, mình bỏ hai bình vào trong đây, chừng nữa sẽ có cái bình HD mình sẽ bỏ lên, còn hoặc là cái bình giải độc thì mình sẽ bỏ lên cho các anh em biết. Còn các anh em muốn chat thì các anh em bấm vô cái dòng mà hai cái dòng này thì nó sẽ phục cái chữ chat lên. Ở đây nó sẽ có tất cả luôn, chat thế giới, lân cận, tổ đội, bang hội, rồi cái này là Genu, hệ thống, liên minh và mặt, rồi không biết cái mặt là cái gì, chắc mình chat nó hiện cái mặt mình qua quá. Rồi các anh em bấm chat thì bấm vào trong đây, mình gửi thì gửi đây, còn các anh em muốn tắt á, thì bấm vào UX ở đây là sẽ tắt. Những cái kỹ năng, những cái thông tin và những cái cơ bản nhất mình sẽ gói gọn trong cái clip này. Đầu tiên mình sẽ về cái map là Logan Kia, vì đây là mình đang review một cái con class đó là GF Quyền Dương. Thì về đây các anh em có thể là đi về cái hướng này, cái hướng cái cổng này đây, cái cổng 12 giờ, bên đây là 9 giờ, bên đây là cái cổng này là cổng 3 giờ, cuối cùng là cổng 6 giờ. Thì ở đây nó sẽ có một cái chủ quán nè, tên chủ quán đó là Lumen anh em, mình tưởng là Lumen không đó. Các anh em bấm vào, những con nhân vật khác thì nó chỉ đâu đó là nó có một hai quyển skill gì thôi, còn cái con này nó sẽ có full luôn. Ở đầu tiên chân nó hơi khấm chút xíu nhưng mà không sao nha anh em, mới đầu vô mình sẽ được hai cái chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn ở chế độ level 40 mình sẽ quăng được, một chiếc nhẫn mình ở level 80 là mình sẽ quăng được. Thì các anh em mới đầu các anh em không có đủ điều kiện để mua thì các anh em chỉ cần mua cái găng tay này cho mình thôi, vì cái găng tay này nó có một cái kỹ năng là cứu đấm ngõ hổ. Chứ anh em không cần phải mua vội mấy cái này, tại vì mấy cái này nó sẽ tốn cho các anh em rất là nhiều gen, trong khi đó các anh em có thể là binh biến mua cái bộ đồ để cho chúng ta có một cái sức chống đỡ nha. Đây những cái vật phẩm như gì mình sẽ bán, các anh em thấy nè, mình sẽ bán là nó sẽ có gen về gương cho chúng ta rất là nhiều. Anh em muốn xài cái gì cũng được, muốn dùng cái gì cũng được hết. Và những cái kỹ năng không có thì bắt buộc anh em là phải đi kiếm, đi farm. Cho nữa mình sẽ để một cái ảnh để cho các anh em vừa biết, vừa kiếm, vừa farm, xem là những cái kỹ năng nó sẽ nằm ở map nào. Và tất cả những NPC trên đây các anh em thấy là Magic nè, nó chỉ có một cái kỹ năng là chém sấy nè, và một cái kỹ năng là phép triệu tập linh hồn. Triệu tập linh hồn này đa phần nó sẽ nằm ở bên cái con pháp sư là con phù thủy, nhưng ở đây nó sẽ ADD vô luôn. Các anh em khỏi cần đi mua, và gậy và kiếm nó sẽ bỏ đây sẵn cho các anh em, không cần phải chạy đi đâu hết. Cũng như những con class khác thì cái map là Logan vô quầy ba hay là đi lại bác thợ gàng hay con phù thủy, nó cũng đều bán những cái kỹ năng cho chúng ta cơ bản. Ví dụ anh em muốn chạy nhanh chút xíu, các anh em có thể là mua cái con kỳ lân. Con kỳ lân này nó giúp cho chúng ta chạy nó nhanh, mà ở thời gian đầu này không cần chạy nhanh. Thời gian đầu này chúng ta đâu đi săn boss đâu mà chạy nhanh làm cái gì, chừng nào mà các anh em sẽ có một cái master cố định hay là có một cái lượng gì set cố định rồi á, thì các anh em sẽ mua con kỳ lân để chúng ta chạy đi săn boss, giành boss cho nó lẹ chút xíu. Hoặc là các anh em có thể là mua những con này, mà mấy con này các anh em không nên mua, tại vì các anh em farm một hồi là nó ra một đống luôn. Mình không có mua nha, mấy cái con này mình không có mua, mình chỉ là farm nó gây ra thôi. Mình về đây mình vào một cái class shop cho anh em xem. Khi mà các anh em ép đồ hay làm gì đó là một cái điểm thưởng riêng. Ở đây là những cái tập quá bùa win mini thì nó sẽ có hết. Cái bản test làm sao thì bây giờ cái bản chính thức nó sẽ có y chang vậy luôn. Thì các anh em vào trong pháp sư nó sẽ có bán đầy đủ những cái kỹ năng này. Các anh em farm nó cũng vẫn có bình thường nha, nhưng mà cái mưa sao băng nó không có, một cái mưa băng tiết nó không có. Đồ á thì sẽ có bán full cho anh em. Đồ ví dụ là có một cái set le gành, có một cái khiên, có một cái gậy luôn. Anh em không cần là phải đi kiếm gì hết, ở mỗi mua đồ đánh lót ra đâu. Rồi không lẽ là ở đây mình không chỉ luôn là đồ đánh lót ở đây luôn. Và ở đây là có đồ đánh lót. Ở đồ đánh lót nó chỉ cho chúng ta duy nhất một quyển là quả long xích, nhưng mà một cái kỹ năng như gì các anh em farm đã tốt rồi. Hiện tại là mình thấy cái con DL ngay thời điểm hiện tại là nó khỏe nhất. Cái bản test nó vẫn khỏe và cái bản chính thức nó cũng vẫn khỏe luôn. Mình ơi nó ôm một bãi quái cứng khừ, không cần ai boost, không cần ai hỗ trợ gì hết, rất là tuyệt vời. Tiếp theo là một cái anh chàng rất là quen thuộc, đó là bác thợ gan. Bác thợ gan ở cái map là Logan Kia cho chúng ta một cái viên ngọc, chỉ có một cái viên ngọc luôn, không có gì hết. Các anh em thấy bất công không, con gì nó cũng không có hết, nhưng đặc biệt cái con GF nó có full kỹ năng cho các anh em. Ở đây là cho chúng ta một cái bộ gồng đỏ, một cái kiếm điện rất là hoài niệm luôn, đeo thêm một cái win ở trên shop nha anh em. Các anh em nào nếu mà có tiền thì đeo cái win trên shop. Và các anh em nghe tới đây các anh em nói thằng này nó nói chuyện từ giờ sao mà nó không có chỉ cho mình cái chỗ nạp nè, cái chỗ đăng ký này, cái chỗ tải này, chừng nữa mình sẽ có để một cái link ở cuối cái video này. Một cái link đó nó sẽ góp gọn lại luôn, một cái link nạp, một cái link đăng ký và một cái link tải. Bấm vào tải thì nó sẽ cho các anh em 4 mục, một cái mục là Android iOS, một cái bảng là AFK và một cái bảng ở trên LD là cái giả lập đó anh em à. Và một cái điều đặc
biệt mà ít anh em chia sẻ cho anh em biết luôn. Mình sẽ qua bên đây, qua bên map Diviad để làm cái gì anh em? Qua bên map Diviad để giúp cho chúng ta rất là nhiều. Nhiều khi các anh em vào trong đây chơi nó vội quá, rồi các anh em không có tìm hiểu, thì ở đây sẽ cho chúng ta tất cả hết. Các anh em thấy gì chưa? Cái bản test có thì cái bản chính thức cũng vẫn có luôn. Ở đây cho chúng ta nè, nhẫn băng và nó hồi HP nha. Nhẫn này cũng hồi HP nè, và có nhẫn hồi mana cho chúng ta luôn. Đây cũng là hồi HP. Thì mình đã có nói một cái con game ở bên EGA Uplogenkia. Các em đi theo cái hệ chuẩn của nó, như ví dụ là các em đi theo một cái hệ là nhẫn gió nè, nhẫn băng nè. Các em đi gió với băng và đi một cái dây chuyền là kỹ năng. Mình sẽ kiếm một cái dây chuyền kỹ năng. Đây một cái dây chuyền kỹ năng. Thì một cái combo này dành cho cái con GF thì mình sẽ mua cho anh em luôn nè. Ở đây là mình sẽ mua một cái dây chuyền kỹ năng nha. Mua cho anh em là một cái nhẫn băng nè. Tiếp theo đó là một cái nhẫn gió. Thì anh em mua full cái combo như gì, nó sẽ tăng được một cái điểm ẩn, một cái điểm ẩn của giai đoạn ban đầu để cho cái con nhân vật đó là cái con nhân vật là công vật lý. Còn các anh em xài bên một cái là dây chuyền phép thuật, là dây chuyền xét, thì nó sẽ giúp cho cái con bên phép nha. Bên phép cũng vẫn có bình thường nha anh em. Bên phép cũng có là nhẫn phép thuật đây. Có nhẫn phép thuật cho các anh em luôn, dùng bên hệ phép. Thì công vật lý các anh em kiếm cho mình một cái dây chuyền kỹ năng, một nhẫn băng và một nhẫn gió. Ba thằng này nó sẽ kết hợp kích cái đam ẩn của cái con nhân vật ở thời kỳ đầu lên. Thì các anh em có thể là mua cho mình một cái combo như vậy các anh em bỏ lên trên người. Còn hiện tại ở trên người của mình á, cái con GF hiện tại nó đang farm tốn mana. Thì mình đang ở một cái là dây chuyền xét nè. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái dây chuyền kỹ năng cho các anh em xem. Mình sẽ tháo nha, bỏ dây chuyền kỹ năng lên, trang bị lên. Và ở dưới đây là mình cho nó là hồi mana. Hồi mana nó không có cái nhẫn khác, nó chỉ có là nhẫn phép thuật thôi. Anh em có thể là chọn qua bên HP cũng được, và chọn qua bên những cái nhẫn khác cũng được. Mình sẽ đổi full bộ cho các anh em xem. Mình làm vô trong đây nè, nhẫn băng nè, nhẫn gió nè, mình sẽ trang bị lên. Đây là cái bộ để mà mình farm để cho nó ít tốn mana nhất có thể. Còn đây là một cái bộ dây chuyền và nhẫn free, nhưng mà vẫn hỗ trợ cho chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta HP, hỗ trợ cho chúng ta HP nè, hỗ trợ cho chúng ta HP luôn. Nhưng mà ba cái thằng này nó sẽ liên kết lại với nhau, nó đi theo một cái dây chuyền khép kín anh em ạ. Các anh em nhớ nha, khi mà có được cái điểm xong, có được một cái lượng gen nhất định, các anh em qua bên map là Davias 1, các anh em lại đây mua cho mình một bộ dây chuyền, nó sẽ giúp anh em cực kỳ là tốt luôn. Nhiều khi các anh em vào trong test, các anh em nhận dây chuyền là full rồi, các anh em đâu có để ý tới là dây chuyền nó hỗ trợ như gì đâu, nên các anh em vào trong đây là sẽ rất là bỡ ngỡ luôn, không biết là mua, không biết sử dụng sẽ như thế nào. À, các anh em vào trong cái top reset, các anh em nhìn nha, giới hạn là 3 reset là ngày thứ hai và thứ sáu. Ở đây nó sẽ có giới hạn reset nha, chứ không phải là reset hoài cũng được nha anh em. Bên đây cũng vậy, hai cái bình thường và bên VIP, cái nào cũng sẽ có giới hạn cho anh em nha. Và cái bên VIP á thì cái tỷ lệ level của mình sẽ thấp hơn, đây là 180, còn thường của mình lên tới là 210 lần. Này cái gì cũng vậy anh em, người ta đã bỏ tiền ra thì người ta sẽ có một cái nguồn lợi, nguồn thu tốt hơn mình nha anh em à. Và hiện tại vào trong đây nhìn vô một cái bảng xếp hạng thì các anh em thấy nè, bảng xếp hạng của mình ở đâu mà ra 400 level kèm theo đó là 15 lần reset anh em à. Và ở đây là cái con kỵ sĩ nha anh em. Các anh em có thể là vào trong đây để xem, để tham khảo. Còn vào trong một cái ban hội, ban hội này thành viên là khá là đông nha. Tổng reset của cái thành viên của cái gui này lên là 797, 485. Ở đây thì nó sẽ có những cái con game mobile ở thời gian đầu thì sẽ có cho chúng ta là những cái nạp tích lũy nè. Vì đây là một cái bản login nha. Ở đây mình sẽ vào trong đây là một cái top tiêu phí. Top tiêu phí hiện tại bây giờ là hơn 10 củ anh em à. Hiện tại là top nạp này hơn 10 củ. Nhưng mà các anh em trong đây coi, người ta nạp rất là nhiều. Khi mà các anh em dấn thân vào có nạp thì các anh em có thể là test nhân phẩm đỏ đen nha. Quay một lần và quay 10 lần. Và bên đây quay 10 lần là 5k bon, quay một lần là 500 bon, xác suất 10 lần nó sẽ ra đồ rất là cao, rất là giá trị. Như ví dụ là cái hộp quà màu xanh, bên đây là boss cung đung cộng 2, bên đây là hộp quà màu bạc, bên đây là cung đung cộng 1. Nhưng mà xác suất nè, nếu mà bạc và gold thì các anh em phải có cái chìa khóa để các anh em mở, nó hơi khấm chút xíu nha. Nếu mà quay ra liền mở luôn thì được, còn mà quay ra mà các anh em phải đợi quay ra cái chìa khóa cái nữa thì nó hơi bất cập tí xíu anh em à. Đúng là hút, không có bản nào chối cãi được. Đừng có vào trong đây mà la không hút nha. Mình nói anh em luôn, rất là hút chứ không phải là không hút nha. Ở ngang cái con nhân vật của mình thì nó có một cái chế độ rất là hay. Nó không để mắt trâu mà để làm chuồng, thì nó vừa sắm trâu nó vừa làm chuồng luôn anh em à. Nó sẽ có một cái kỹ năng, nó có một cái chức năng đó là phá lại, phá nhân vật của mình. Mình có thể là đặt theo cái mật khẩu Y-gan là cái con game mà EGA nè cũng có nè, một cái mã là EXC, một cái con game là Mulot của mình cũng vẫn có là phá nhân vật được, và cái con game này cũng vẫn phá nhân vật. Người ta vào trong ạc của các anh em là người ta không có thể là tẩu tán, buôn bán, giao dịch hay phá đồ gì hết khi mà chúng ta đã phá nha.
còn cái anh em không phá thì người ta giàu thì người ta lượng hết không còn cái gì đâu. Bên đây là hòa bình nè, hòa bình mục tiêu gia tộc và toàn bộ. Khi mà ở đây là chế độ BK thì cũng rất là dễ, tất cả những ai cành trong đây các anh em đừng có vội mà các anh em đi farm hay làm gì hết. Nếu mà các anh em farm cũng được farm, nhưng mà mình vào trong đây mình tìm hiểu hết từng cái cành này, hoạt động của nó diễn ra ra sao và nó diễn ra như thế nào. Như ví dụ là cái bản đồ đi, đây bản đồ mình có thể là di chuyển lên xuống được, và mình muốn đi đâu thì cái bản đồ này nó hơi khấm tí xíu. Như ví dụ ở đây thì mình bấm lên trên đây thì nó sẽ đi ngang, nó không đi thẳng mà nó sẽ đi theo cái chiều thẳng của cái con hướng này nè. Ở đây cái cửa nó ra đây, nó sẽ đi ra đây nha, mình sẽ bấm cho anh em xem cái này không, cái vị trí của mình bấm ở đây nhưng mà cái hướng của nó là hướng này, nó sẽ đi ra đây. Thì các anh em đừng có bấm như vậy, các anh em bấm về đây đi, bấm ở đây nè, cái hướng này nó sẽ nhìn xéo qua đây thì mình sẽ bấm ở đây mình tắt nè. Mình muốn ra phải không, mình sẽ bấm từ cái giai đoạn nhỏ, ví dụ mình bấm lại đây, bấm cục cục thôi, đừng đừng có bấm xa quá, bấm xa quá nó không biết đường nó đi đó. Cái này bấm như vậy đó, nó sẽ biết đường nó đi. Rồi cái này bấm cho nhẹ vô, cái này thấy không, bấm cho nhẹ đừng có bấm cho xa nha, bấm xa nó đi một cái chất quất à. Nè mình sẽ nhích thêm cái nọ, nếu mà anh em chỉ định lên trên đây, lên trên đây luôn thì thay thế gì nó đi đây nó sẽ quẹo đây phải không, không nó đi theo đường thẳng này này. Và đây nè mình sẽ bấm đây nó sẽ đi nha. Nếu mà nó đi theo được cái đường thẳng rồi anh em có thể là bấm xa được chút xíu, bấm lên bấm xuống. Bản đồ thì mình có thể là gì di chuyển theo tùy ý được nha. Mình ra ngoài đây mình farm cho anh em thấy là cái kỹ năng của con ghép này sẽ như thế nào, mình sẽ test từ cái kỹ năng cho anh em xem. Nó hơi lag tí, đây anh em đang có một cú đấm ngọc hổ thì mình cũng vẫn có cú đấm ngọc hổ, thì mình sẽ búp lên trước cho anh em xem, búp lên nó cực kỳ giống nha. Ở đây mình sẽ một cái lão ảnh liên hoàn, anh em thấy lão ảnh liên hoàn cho. Ở đây là một cái vật ngã nha, quả ngã nè, nó ít bị delay hơn cái con game là EGA Upload kia, nó cũng vẫn delay vậy nhưng mà cái chế độ delay của nó là nó sẽ thấp hơn đấy, nó có thể là đá liên tục được. Mình sẽ chuyển sang mình dồn hết mấy kỹ năng vô cho trong đây cho anh em xem. Hơi thở gồng, gầm thét, chanh gơ, đây bấm chanh gơ đây, các anh em thấy nè, ở đây là chanh gơ nha, đây đây là kỹ năng chanh gơ công thành chiến đây. Và đây là gầm thét, vẫn có delay nha nhưng mà delay không có cao lắm, anh em thấy tốt chưa, nhưng mà nó ngốn mana dữ lắm nha anh em. Và đây là một cái kỹ năng hơi thở gồng đây, đá cũng rất là tốt. Hơi thở gồng là nó delay lâu nhất trong tất cả, nó là một cái kỹ năng là học chậm nhất, tiền mắc nhất nhưng mà delay của nó là cao nhất. Còn đây là cú đấm ngọc hổ đây, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Khi mà mới mua cái găng tay không cần phải làm gì hết, chỉ cần là có cái này thôi, cái này em farm đã rất là tốt rồi, không có thể chối bỏ được nha anh em. Mình sẽ bung gần lên cho anh em xem, rất là đẹp luôn. Kỹ năng nhào tới đây, nhào tới của cái con GF. Kỹ năng này bên hệ Dakin của mình á, là cái kỹ năng Monlash ở bên hệ Dakin của mình nha. Cái kỹ năng lướt tới của farm đây, nó rất là tốt anh ghi nha. Farm cũng tốt lắm anh em à. Bên đây là cái vật ngã nè, nó cũng rất là tốt nha. Đây vật ngã, toàn bộ mấy cái này đều tốn anh ghi hết. Con này nó không tốn anh ghi đây, ảnh liên quan nó không tốn anh ghi nhưng mà nó chỉ tốn mana thôi, nên các anh em đeo hai cái chiếc nhẫn mana vô đặng cho nó hồi mana tốt nhất có thể. Và kèm theo đó các anh em có thể là mua mana để lên trên đây để cho nó hồi mana tốt nhất có thể nha. Như vụ mình sẽ bấm cái bình mana lên trên đây, mình sẽ đặt bấm cái bình mana lớn lên, như vậy là mana nó sẽ dư sức để hồi. Mấy cái con skill quẩy gồng các anh em thấy nè, cái đầu đen còn mình thì xanh nha anh em. Ok, và cái clip của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây để cho các anh em không phải xem quá lâu mà bắt tay vào tải một cái con game, trải nghiệm một cái con game liền nha, có tên là Mutakan Huyền Thoại nha anh em. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video của mình và hẹn anh em một cái video gần nhất của một cái con game ta căng nha.